Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh điện thoại An Thảo. Đã lâu rồi em không lên video, nghỉ lễ hơi sâu mọi người ạ. Đấy, bây giờ thì tiếp tục chương trình ai vẫn là iPhone cũ giá rẻ và hàng chính hãng của Apple sản xuất nhá. Nhà em là chỉ chuyên bán iPhone cũ thôi nhá, không bán các dòng khác, chỉ bán iPhone thôi. Và đợt này thì cấm biên hơi lâu nên là không có tai nghe để bán cho mọi người. Nhà em đợt này chỉ có iPhone thôi, chỉ có điện thoại thôi, không có tai nghe hay là không có iPad nhá. Rồi trên màn hình mọi người hôm nay nhà em có đủ các mã từ 6S, 6S Plus, 7G, 7 Plus, 8 Plus, 8G cho đến XR, XS, XS Max và Pro Max nhá. Đầy đủ các mã iPhone cho mọi người lựa chọn. Và cam kết là hàng chính hãng của Apple sản xuất, bao main zin, màn zin, tình trạng máy thì nói trực tiếp ở trên video này. Đấy, mọi người tham khảo video, yêu thích video thì bấm like và đăng ký kênh để mình không bỏ lỡ một cái video nào nhé. Còn mình thấy cái máy nào ưng ý, mình cần mua hàng thì liên hệ qua Zalo và số điện thoại tư vấn của em là 0338305595. Và khi mua hàng mọi người lưu ý giúp em là shop em bắt buộc phải cọc. Nhà em cọc có 100.000 thôi. Đấy. Cọc 100.000, nhà em sẽ ship hàng đến tận nơi. Mình được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền cho shipper nhá. Và không cọc thì nhà em không gửi hàng đâu ạ. Nên là mấy anh chị mà xem video thì xem kỹ kỹ giúp em. Và em nói luôn đầu video là shop em bắt buộc phải cọc, nhà em mới gửi hàng nhá. Trừ những anh chị mà mua lâu, mua quen lâu rồi thì không cần phải cọc. Chứ còn 100.000 thì nhà em lấy cọc của mọi người làm cái gì, đúng không? Bây giờ bom hàng rất là nhiều nên mọi người cọc giúp em nhé. Cọc có 100.000 thôi. Mình có thể cọc qua hai tài khoản ngân hàng là Techcombank và Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Anh Đào. Hoặc là cọc qua thẻ Viettel đều ok nhé. Nhà em bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy các đời máy nha mọi người. Đấy. Bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy các đời máy. Mọi người ở Hà Nội có thể qua trực tiếp shop. Địa chỉ 15/116 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội để trực tiếp mua hàng, xem hàng, xem ok rồi mua hàng. Hoặc ở nhà em có ship ở toàn Hà Nội, trong nội thành cho mọi người. Còn ship xa thì bắt buộc phải ship code hoặc là chuyển khoản hết nhà em gửi xe. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ thì mọi người đã biết, nhà em thì bán iPhone có cả máy lốc và máy quốc tế. Máy lốc hiện tại thì những máy mà đã fix quốc tế rồi thì vẫn dùng bình thường. Còn những máy mà chưa fix quốc tế thì mọi người sẽ không dùng được sim nữa. Nên là mọi người tránh reset trong cái thời gian này nhé. Và đang đợi những pháp sư Trung Hoa có những giải pháp mới để mình fix sim. Còn tạm thời thì mọi người cứ bình tĩnh và không reset, đặt lại dòng 2 giúp em. Đấy, bao giờ nó fix được thì mình vẫn reset được dòng 2. Mình mua sim ghép về mình fix được. Còn bây giờ hiện tại thì sim ghép cũng không fix được đâu ạ. Rồi, ok. Bây giờ thì đi thẳng vào vấn đề luôn. Rồi, tiếp theo đầu tiên là em có 3 cây 6S Plus Lock. Hàng này nhà em fix quốc tế rồi nha mọi người. Đây, hàng này nhà em tất cả đều fix quốc tế rồi. Đây, báo không giới hạn của sim rồi nha, fix quốc tế 100% rồi. Mình có thể cập nhật phần mềm thoải mái này, hoặc là đăng nhập iCloud thoải mái này. Đấy, tắt nguồn thoải mái luôn, thay pin tắt nguồn thoải mái luôn, chỉ không reset đặt lại dòng 2 thôi. Không reset đặt lại dòng 2 thì đây là cái xóa tất cả nội dung và cài đặt đấy. Đây, nếu như mình bấm tiếp tục là cái cây này mình sẽ phải fix lại sim. Nhưng mà hiện tại thì không fix được nên là mọi người không reset dòng 2 giúp em nhé. Em còn 3 cây 6S Plus Lock 32GB. Pin toàn pin cao luôn. Pin 91, 92 và pin thay mới 100 nhé. 3 cây này thì hình thức vỏ xấu. Báo luôn là hình thức vỏ xấu. Men zin, màn zin, vỏ zin. Đấy, vỏ zin xấu. Nhưng được cái full chức năng. Zin full chức năng, pin ngon luôn. Đồng giá 2.1 triệu một cây nhé. Đã fix quốc tế rồi, về lắp sim là sử dụng luôn. Đấy. Hình thức phẩy nhỡ xấu nha, báo luôn cho mọi người. Màn thì cũng có sức giam nhẹ nhưng dán cường lực là ok nha. Đấy, tất cả đều bản 32GB, LL trên A. Đấy, fix hết quốc tế rồi. Lắp sim là sử dụng luôn nha. Đấy, lắp sim là sử dụng luôn. Hình thức xấu. Hình thức xấu, đồng giá 2.1 triệu một cây, tặng kèm phụ kiện sạc cáp cường lực ốp lưng quay chọc sim. Và vẫn bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 cho mọi người nha. Chỉ có 2.1 triệu một cây thôi. 6S Plus là màn to đấy. 6S Plus nha, có chữ S ở lưng chứ không phải là dòng 6 Plus đâu. Hầu như là 6 Plus nhà em rất ít khi bán. Đấy, chỉ có 6S Plus thôi, bản 32GB lock fix quốc tế, giá 2.1 triệu một cây. Rồi,
Tiếp đến là dòng quốc tế nhé. Nếu như mà mọi người muốn reset máy thì nhà em có dòng quốc tế cho mọi người. 6S Plus quốc tế bản 32GB. Đấy. Hình thức đẹp đẹp phẩy. Đấy, hình thức đẹp đẹp phẩy nhé. Rơi vào 98%. Rơi vào 98%. Đây là bẩn thôi nhá, lau đi là hết. Đấy, lau kỹ đi là hết nha. Bản 32GB, bản quốc tế và mình có thể reset dòng 2 thoải mái nhé. Đây, bản Mỹ, cũng bản Mỹ, LL trên A. Bản này thì mình có thể vào đặt lại dòng 2 thoải mái. Đấy. Đặt lại dòng 2 thoải mái nhé. Bấm tiếp tục thoải mái. Nhưng mà anh chị nào mà reset xong không biết active vào thì gọi điện cho em nha. Không active được vào lại bảo máy nhà em có iCloud ẩn là nó vô duyên lắm. Thật sự luôn, không có kiến thức gì cả. Không biết active vào rồi nói với shipper là máy có iCloud ẩn các kiểu không nhận hàng. Quá là vô duyên luôn. Đây, 6S Plus quốc tế 32GB, hình thức đẹp 98%, zin full chức năng, pin là 89, pin 90, pin 79 thì nhà em thay mới cho mọi người luôn nhá. Đấy, nhà em bán giá 2 triệu 8 một cây nhá, chỉ duy nhất một màu xám đen thôi. Xám đen thôi nhá, dòng 6S Plus này không có đen nhám đâu. Dòng 7G đổ lên thì nó Apple nó mới sản xuất đen nhám. Còn 6S Plus này chỉ có xám đen thôi, mặt đen và lưng xám. Đấy. Giá là 2 triệu 8 một cây nha mọi người, 2 triệu 8 một cây, 6S Plus quốc tế 32GB. Cũng tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người nhé. Tiếp tục là còn 3 cây. 3 cây 8 Plus lốc 64GB màu đen. Hình thức phẩy. Đây hình thức phẩy, pin zin theo máy 81 83 76. Thì cây 81 với cây 76 thì em sẽ thay pin cho mọi người luôn hoặc tặng kèm pin nhé. Còn cây 83 dùng pin dùng ok. Hình thức phẩy nha mọi người. Con này thì rơi vào khoảng 96%. Đấy. Có trầy hoặc là bong sơn nhẹ nha. Đấy. Này. Còn 3 cây màu đen thanh lý nốt giá 4 triệu 4 một cây nha. 8 Plus Lock 64GB fix quốc tế rồi. Giá chỉ 4 triệu 4 một cây thôi. Mấy cái này để lâu quá hết pin rồi. Rồi ok nhé. Bản 64GB nha, mặt lưng kính nha, màn to pin trâu sóng khỏe. Đấy, lắp sim sử dụng luôn. Giá 4 triệu 4 một cây. 8 Plus Lock 64GB. Rồi tiếp đến là iPhone XR này. XR quốc tế 64GB. Đây còn 3 cây. Một đen, một đỏ, một vàng. Ba cây này thì zin nguyên bản nha mọi người. Zin nguyên bản. Chưa qua sửa chữa gì cả. Cây vàng này thì bản Nhật nhá, bản quốc tế Nhật. Và XR mình có thể sử dụng được hai sim rồi nhá, một sim vật lý và một eSIM. Đây cây vàng này hình thức rơi vào 98% này. Giá là 6 triệu rưỡi nhá, pin zin theo máy 91% nhá. XR quốc tế 64GB. Đây. Tiếp đến cây đen này. Cây đen này thì đang hết pin nhưng mà pin zin theo máy của nó là 86%. Hình thức cũng rơi vào 98% nhá. Zin ôn nguyên bản. Cây đen này giá 6 triệu rưỡi nhá. Cây đỏ này cũng vậy. Cả lô thì có cây vàng này bản Nhật thôi, còn cây đen với cây đỏ thì bản Mỹ LL trên A nhé. Mấy cả Nhật với Mỹ bây giờ nó dùng như nhau. Lên US 15 thì đã có chống chụp đã có chụp không kêu rồi. Đây bản 64GB Mỹ LL trên A nhé. Đây cây đỏ này pin zin sao máy 90%. Hình thức cây đỏ này thì cam nó hơi chày. Đấy, cam hơi chày. Còn viền thì khá là đẹp. Đấy, cây này rơi vào 98%. Giá cây này cũng 6 triệu rưỡi nhá. Dòng XR này nhà em bảo hành 3 tháng cho mọi người nhá. XR này tặng kèm sạc nhanh cho mọi người luôn. Đấy, nếu mà ưng nhá, ưng nhà em tặng kèm sạc nhanh cho mọi người luôn. Đối với dòng XR quốc tế 64GB giá 6 triệu rưỡi một cây nhá. Rồi đến chuyên mục thanh lý xả lỗ nha.
Đầu tiên là cây 7 nhỏ quốc tế 128GB. 7 nhỏ quốc tế 128GB nhá. Cây này màn lô mất vân tay. Mất vân tay dùng hôm ảo nha. Đấy, mật khẩu máy nha em thì chỉ để toàn số 0 thôi. Cây này bản Mỹ LL trên A 128GB. Mất vân tay màn linh kiện, pin thay mới 100%. Đấy. Cây này thì về hình thức phẩy nhỡ nha. Đây có cấn có chảy. Đấy, có cấn có chảy, nói chung là bán thanh lý rồi. Và những cái máy bán thanh lý thì đa số máy vỏ nó sẽ xấu. Cây này bán thanh lý giá 2 triệu nha. 7 nhỏ. 7 nhỏ nha, không phải 7 Plus đâu. 7 nhỏ quốc tế 128GB. Màn linh kiện. Mất vân tay, giá 2 triệu. Rồi. 7 nhỏ 32GB, cây này ám màn nền đen. Đây ám màn nền đen thì mọi người màn zin ám chứ không phải màn lô ám nhé. Đây ví dụ vào nền đen thì nó sẽ bị ám đỏ này. Đấy ám đỏ nha. Nói chung là bán cái giá là bỏ màn luôn rồi. Ám màn nền đen 32GB pin 86. Cái này bán giá 1 triệu 7 nha. Cái này hình thức lại vỏ rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này vỏ đẹp mà lại ám màn, giá 1 triệu 7 nhá. Rồi tiếp đến là cây 6S quốc tế 32GB. Cái này thì chẳng lỗi lầm gì cả. Main zin, màn zin, mỗi tội vỏ xấu thôi. Đây, vỏ phẩy có xước này, có cấn nhẹ thôi. Đấy. Cái này vỏ xấu, bán giá 1 triệu 8 nhá. 6S quốc tế 32GB. Bản Mỹ LL trên A. Pin 79%. Nghe em thay pin mới cho mọi người luôn nha. Cái này bán giá 1 triệu 8 thôi. 1 triệu 8 thôi. 6S nhỏ quốc tế 32GB. Rồi tiếp đến là hai cây 7 nhỏ quốc tế 128GB. Hai cây này thì sẽ thay pin mới 100% cho mọi người nhé. Đấy. Một cây màu trắng, một cây màu đen bóng. Hai cây này thì zin ôn nguyên bản, không có lỗi lầm gì cả. Main zin, màn zin, vỏ zin đét luôn. Bản Mỹ LL trên A 128GB nhé. Hai cây này hình thức phẩy. Đấy, hai cây này hình thức phẩy. Rơi vào 97%. Bao zin full chức năng. Pin thay mới 100%. Máy đã test ok hết rồi. Đồng giá 2 triệu 8 một cây nhé. 7 nhỏ quốc tế 128GB. Giá 2 triệu 8 một cây. Rồi tiếp đến là 7 nhỏ quốc tế 32GB. 32GB nhé. Pin zin theo máy 85-86 và pin thay mới 100. Đấy. Hình thức phẩy rơi vào 97%. Có cấn, có xước nhẹ và có bong sơn nhẹ nha. Này, cũng bản Mỹ LL trên A. Bản quốc tế nhá, có thể reset đặt lại dòng 2 thoải mái. Đấy, ba cây này em bán đồng giá là 2 triệu rưỡi một cây nha. 7 nhỏ quốc tế 32GB. Xenon full chức năng, giá là 2 triệu rưỡi một cây. Tặng kèm sạc cáp cường lực ốp lưng nha. Quay chọc sim các kiểu. Rồi, bây giờ sót một cây 8G này. 8G quốc tế 64GB, cái này sọc màn nha. Đấy. Anh em để ý là nó có sọc một viền nhỏ nhỏ ở bên mép màn hình này nha. Đấy. Bản Mỹ LL trên A 64GB, cây này hình thức cũng phẩy luôn. Có cấn có xước nhẹ nha. Bán thanh lý giá 3 triệu một cây. 3 triệu một cây. Giá bỏ màn luôn. Full chức năng, chỉ duy nhất sọc màn thôi. Đấy, chỉ duy nhất sọc màn thôi nha. Mình cứ nhìn kỹ là thấy cái sọc bé tí. Đây đây là sọc màn chứ không phải là ám màn. Sọc màn nhá, full chức năng sọc màn giá 3 triệu cây này. Lỗ sắc mặt. Rồi chuyển sang hai cây hình thức đẹp. 8 nhỏ quốc tế 64GB, hai cây màu trắng. Hình thức đẹp 99%. Đấy, hình thức đẹp 99%. Màu trắng ngọc trinh. Màu trắng mẹ mắng cũng mua. Đấy, hai cây này hình thức đẹp, bán giá là 3 triệu 8 một cây nha. Đấy.
8 nhỏ quốc tế 64GB bản Mỹ LL/A. Zino full chức năng, pin thay mới 100%, giá là 3,8 triệu một cây. Rồi, tiếp đến chương trình là 6S Plus quốc tế 64GB. Màu vàng gold nhá, pin thay mới 100%. Cái này sắp hết pin nên là chạy hơi chậm. Đấy, cái này sắp hết pin rồi, pin có 1%. 6S Plus quốc tế 64GB nhá. Bản Mỹ LL/A, pin thay mới 100%, màu vàng gold. Cái này em bán giá là 3,1 triệu nha mọi người, 3,1 triệu. Cây này. Rồi tiếp đến là 7 Plus quốc tế 128GB, màu đen nhám. Đây, hình thức rơi vào 99%. Pin thay mới 100% nhá, bản quốc tế Mỹ LL/A. Đấy, cái này đợi xíu em active lên cho mọi người xem nha. Đây là màu đen nhám nha mọi người. 7 Plus mà 5.5 inch và pin là 2009 rồi. Đây, bản Mỹ LL/A 128GB nha. Không giới hạn của sim rồi, bản quốc tế mà. Đấy, cái này em bán giá là 4,6 triệu nha. 4,6 triệu. 7 Plus quốc tế 128GB. Zin đẹp 99, pin thay mới 100. Giá 4,6 triệu nha. Rồi, tiếp tục đến hàng thanh lý đây. 7 Plus quốc tế 128GB. Pin 80 thì em thay mới cho mọi người nha. Cái này màn lô, mất vân tay, mất cam X1. Đây, bản Mỹ LL/A US 14.2 nhá. Cái này màn lô này, pin 79 thay mới luôn này, mất vân tay nha. Đấy, không nhận vân tay nha. Cam X1 không có nhá. Vào cam X2 đẹp luôn. Đấy, cái này mất vân tay mà hôm vẫn bấm bình thường. Cái này bán thanh lý giá là 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu cây này, quá là rẻ luôn. 7 Plus quốc tế 128GB, màn lô, mất vân tay, mất cam X1, cam X2 chụp bình thường, cam trước chụp bình thường, Wi-Fi 4G bình thường luôn, lắp sim nghe gọi bình thường luôn. Đấy, giá là 2,2 triệu thôi. Quá là rẻ. Rồi, chuyển sang hai cây 7 Plus quốc tế 128GB. Hai cây này thì đều màn lô và mất cam X1. Và hai cây này pin 72, pin 74 thì em thay pin mới cho mọi người luôn nha. Hai cây này cũng có đặc điểm chung là một cây bị nứt hôm này, một cây nó cũng bị sọc hôm mờ mờ này. Đấy, hai cây này nhưng mà vân tay thì vẫn còn. Đây, và thêm vân tay này, vân tay ok nhá. Vân tay ok này. Đấy, hai cây này đều còn vân tay này. Đây, cam X1 mất nha. Cam X2 chụp bình thường luôn. Bản quốc tế Mỹ LL/A 128GB. Hai cây này giá 2,6 triệu một cây nhá. Quá là rẻ luôn. Vỏ thì cũng không xấu lắm. Vỏ hình thức phẩy nha. Men zin nhá. Dòng này bao men zin cho mọi người nhé. Rồi tiếp đến là cây 8 Plus Lock 64GB. Hai cây 8 Plus Lock 64GB. Một cây màn lô, một cây màn zin mất vân tay. Để xem fix sim chưa, fix sim rồi thì mới dám bán. À, may quá, fix sim rồi nha. Rồi, hai cây này đều fix sim rồi. 8 Plus Lock 64GB, màn linh kiện,
benzin theo máy 89% phun chức năng. Đấy, hình thức phẩy. Nhưng mà cây này khá là đẹp luôn. 3 triệu 9 nhá. Cây này bán giá 3 triệu 9. Rồi, cây này 8 plus lốc 64GB. Màn zin nhưng mà mất vân tay. Pin 82. Đấy, cây này màu trắng. Hình thức cũng khá đẹp, giá 3 triệu 9, đồng giá 3 triệu 9 một cây. Quá là rẻ luôn. Rồi, đến tiếp tục. Đây. Đầu tiên là cây Promax màu vàng gold. Cây này bản 256GB nhé. Promax quốc tế 256GB màu vàng gold. Bản Mỹ LL China. Cái này pin zin theo máy 93% cả. Soi hình thức. Hình thức cây này có chảy nhẹ ở góc này. Đấy, có chảy nhẹ ở góc. Cái này hình thức rơi vào 98%. Đấy, hình thức rơi vào 98% nhá. Cái này bán giá là 14 triệu. 11 Pro Max quốc tế 256GB. Hình thức đẹp 98%, pin zin theo máy 93%. Giá là 14 triệu và tặng kèm sạc nhanh nhé. Rồi, tiếp đến là cây 11 Pro Max quốc tế 64GB. Cái này thì pin zin theo máy 87%. Hình thức cây này rơi vào 99 nhé. Đấy, cây này đẹp 99 luôn, không chảy xước, móp méo gì cả. Và máy zin nguyên bản cho mọi người, chưa bóc, chưa sửa chữa gì cả. Đấy, cây này giá là 13 triệu mốt nhé. Tặng kèm mà sạc nhanh, cường lực ốp lưng quay chọc sim các kiểu. Rồi tiếp tục là ba cây XS Max nha. Đấy, quốc tế 64GB màu đen. Màu đen nhá. Pin zin theo máy này 929494, quá ngon luôn. Đấy, XS Max màn to nha. Còn XS thì màn nó bé hơn. Đây, bản Mỹ LL China 64GB. Bao zin full chức năng luôn, Face ID nhạy. Đây, bản Mỹ LL China luôn. Ba cây này em bán đồng giá là 8 triệu mốt một cây nhá. XS Max quốc tế 64GB màu đen. Hình thức 98%. Zin full chức năng nguyên bản. Đấy, giá là 8 triệu mỗi một cây, tặng kèm sạc nhanh cho mọi người. Quá là ngon luôn, quá là rẻ luôn. Tiếp tục là cái dòng XS nhỏ nha. Đó. Cam đẹp luôn, không chảy xước cam nhé. Đây, pin zin theo máy 90, 92, 94%. Nhà em còn có cả màu trắng pin 90 nữa nhé. Nhưng mà đa số là màu đen. Màu đen thì nó mới rẻ. Rẻ như 8 Plus luôn. XS quốc tế 64GB nhá. Nguyên đen và trắng, không có màu vàng gold đâu. Người màu đen, người màu trắng, Xenon nguyên bản, phun chức năng. Máy chưa qua sửa chữa gì cả. Đồng giá 6 triệu mốt một cây nhá. Rẻ như 8 Plus luôn nhá. Đây, XS luôn. Có dùng Face ID, dùng sử dụng được hai sim luôn nhé. Quá là ngon. Đấy. Cái lô XS này về giá rẻ lắm. Hình thức nó cũng rơi, cũng đẹp đấy. Đẹp rơi vào 98% luôn đấy. Không được 99 keng thì cũng được 98% luôn. Máy zin chuẩn và hàng ngon cho mọi người sử dụng lâu dài. Nhà em chọn toàn pin tốt cho mọi người thôi. Đấy. Rồi, nhà em cũng còn cả 256GB màu đen nữa nhé. Giá là 6 triệu 9 một cây. Rồi, ok. Mọi người theo dõi video, thích chiếc máy nào, ưng ý chiếc máy nào thì liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của em để được tư vấn và mua hàng nhé. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người.